luôn đấy. Cái đèn nó chạy thì cái tiếng là máy bay. Ôi sướng chưa? Đấy, còn chưa đi đẹp chưa? Đẹp chưa? Dạ cô
Cô đây là công viên cá heo đấy cô này. Công viên cá heo đấy hả? Dạ, công viên đấy là họ mới vừa xây dựng. Được là một tín cảng vừa tín đấy, nhưng mà họ để tín cảng này ở làm công viên. Ừ, để cứ đau mưa. Ở nhà có tổ không? Trời ơi, không sao phải hỏi. Để mồ hôi mới dính rồi đấy. Anh lấy cái gì đấy? Bao nhiêu cái đầu anh mặc cái niêu đây? Cầu nhật lệ. Đâu anh bật cái niêu? Cô đây là cầu nhật lệ một cô à? À, cầu nhật lệ một à? Dạ, cầu nhật lệ hai nên kia. À. Chúng tôi đang ở sông đang ở Đồng Hới, Nhật Lệ. Đang đi trên cầu Nhật Lệ. Đồng Hới, Quảng Bình. Mình cũng thuộc ngoài cái bài mẹ suốt của mình. Đây là cầu tức là thành phố này, cái quảng trường thành phố. Quảng Dương Bảo Mín đây. Đây là cái gì đấy hả con? Dạ, ở đây là... Cần gì phải thấy buồn mới là buồn. Cầu Nhật Lệ 2. Cánh sông Nhật Lệ. Nơi mẹ suốt chèo đò. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
đầy đủ nhiều bằng sáng để biết biết vân vân. Dưới mưa một đập tưng tuyết bố sẽ biến vị trí ở đây trở thành cây đồ đá, mục đích là nhằm cắt đứt cơ hội nhập cảnh bắc vào nam và đường đường để chinh phục lòng đất. Vậy thì đi phải ta bị đã rồi sống vị trí này hơn 700 năm ở bắc nam, gia đình quân của người dân ở đây đã chịu hoàn toàn thất vọng và lúc đầu xây các con đường đầu hàng nhằm bản chất sự đoán của các sự thống nhất của thế giới là phải chuyển hành cuộc sống của mình vào các vùng đất. Nó giống như cái bể chứa nước mưa đấy. Dạ. Như ta đã giới thiệu ở đây thì khoảng 25 đến 27 độ. Vào mùa hè thì mát mẻ và vào mùa đông thì nó ấm áp. Thưa các bác ạ, để đào địa đạo người dân ngày xưa họ phải dựa vào giếng thông hơi này. Cứ khoảng cách 50 mét đường hầm đào xuống một giếng và từ đáy của mỗi giếng đặt ba cây đèn thẳng hàng với nhau. Khi ba cây đèn đặt thẳng hàng thì bóng của nó sẽ nằm chồng lên thành một đường thẳng. Sau đó cứ nhắm thẳng bóng của ba cái đèn để xác định hướng, rồi đào dần hai đáy của giếng thông hơi lại với nhau. Đào gần giáp mặt nhau mới đập vào trong lòng đất tạo ra những âm thanh. Chỗ nào có âm thanh thì họ đào đến để nối hai đoạn đường hầm và tạo ra một trục đường chính hoàn chỉnh. Tất nhiên là không phải khi nào cũng có thể dễ dàng giáp mối vào thông hầm. Vậy cho nên có những khi đào quá đôi dài cần thiết mà không thể giáp mối được thì lúc bấy giờ từ một điểm bên này người dân sẽ đào thành một đường vòng cung để cắt cái điểm còn lại ở bên kia. Đó cũng là lý do mà vì sao đi vào trong trục đường chính thì thỉnh thoảng các bạn sẽ bắt gặp những cái đoạn đường nó khúc khúc. Riêng ở vùng Bắc này, địa đào thì nó nằm tròn trong một quả đồi đất đỏ ba gian, diện tích ở đây là tầm khoảng 7 hecta. Nó nằm sát biển ạ, biển cách đây tầm khoảng 150 mét. Tầng 2 màu đỏ với độ sâu là 15 mét và tầng 3 23 mét có màu da cam. Lộ trình của đoàn mình thì chúng ta sẽ đi vào cửa số 3, dọc trục đường chính đoàn ra biển ở cửa số 4, quay là cửa số 4 và sau đó ra cửa số 5. Các bạn chúng ta nhìn thấy dọc trục đường chính hai bên vách hầm có là những cái ô nhỏ nó khoét sâu vào làm nơi ăn ở sinh hoạt cho 2 đến 4 người, gọi là căn hộ gia đình. Còn đây là nhà hộ sinh nơi 17 em bé ra đời và hiện tại thì 16 người vẫn còn sống. Con hầm chảy bóng quang. Ở đây là hội trường là nối tất cả các tầng lại với nhau, tầng 2, tầng 3, 3, tầng 1. Ở tầng 3 thì có 3 cái giếng nước và những cái hầm chứa vũ khí như thế này. Bởi vì tầng 3 này nó khá sâu, ở độ sâu là 23 mét, là nơi thực diễn của lực lượng vũ trang. Nó nối với cửa số 7, cửa số 9, số 11 và 13. Thực ra thì tất cả các cửa nó thông với nhau cả. Và mình có thể sống cửa nào cũng được. Và đi đến tất cả các điểm ở trong lòng hầm thì để quên cái gậy. Không mang cái gậy, quên cái gậy. Quên gậy. Đéo thật. Cửa số 3, dọc trục đường chính đoàn ra biển ở cửa số 4, quay là cửa số 4. Thì chúng ta biết rồi, các bạn nào đã từng chiến đấu ở khu vực này thì mình biết ngày xưa cuộc sống của người dân rất là khó khăn, chủ yếu là ăn khoai, ăn sờ, ăn chắn. Và người dân ở đây còn có
chuẩn bị vào cửa số 4 địa đạo Vịnh Mốc. Đây cầm đi. Sáng chụp đẹp. Sáng. Đây được mà anh? Được không? Được, sáng. Quay phim mà không có trong đang nào đi cũng phải chui lên về chứ. Trong mà. Cái bà, cô ấy, cái gỗ này người ta mới ghép hay là từ ngày xưa có rồi? Dạ, phân cửa đây là mình làm lại vào năm 1999 đấy. Từ đây mới là phần đất đỏ Ba Gian, cái đường Hồng Nguyên Thủy ạ. À. À, mình có 25 bậc cấp để đi vẹt đi một lượt đất để giữ được cái sai Nguyên Thủy của đường Hồng. Mặt anh bắt đèn gì? Đây là cửa số 4 của địa đạo Vịnh Mốc. Cửa số 4 của Vịnh Mốc ra biển Vịnh Mốc anh. Vịnh anh. Cái này, Vịnh. Cái này chưa chỗ phải thận rất là nhiều. Đẹp quá. Đấy. Muốn mà nó đát khỏi ra ấy. Đấy, bây giờ tôi rồi. Còn con tôi tất cả thứ này, dễ thôi đấy. Uống vào nó nát cũng khỏe đẹp quá. Đây anh xuống xuống như này nhá. Ta xuống đây, như này đẹp quá mà không xuống gì. Dưới phí. Nhưng mà sao rồi? Hả? Thôi. Hướng tôi vào cô ấy thì chết cả. Tối nay bà nơi đất tỏi. Cảm ơn anh ngủ khỏe nhá. Vâng. Có đi rồi. Phát mà ngồi à. Nằm phát. Nói chúng em quá. Mai qua anh kêu biển thao một chục. Dạ. Đi tôi tàu lúc này. Hai cô đó mới được cho ta được làm khó bị đổ đèo ấy. Vật đổ cứ đầu này. Đây là đầu cầu Hiền Lương. Tối lắm.
em quay ăn đấy. Em đang quay. À, đứng. Nam Vũ ơi, đứng vào người lên đấy nữa cả. Đứng vào. Nhớ đứng vào. Là nghiệp sĩ nhà từ ngày kính thưa các hương hồn liệt sĩ của đặc công K10, hôm nay anh em cựu chiến binh K10 đặc công Quảng Trị ở các tỉnh phía Bắc và ở Vĩnh Linh cùng với diễn đàn của lính Hải Phòng về đây dâng hương tưởng niệm với các anh hùng liệt sĩ của đơn vị. Sau đây mời anh Phan Văn Nụ, Trần Văn Nụ lên đọc bài khấn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam mô A Di Đà Phật. Con đảnh kính thưa trời này mười phương Phật, chư Phật mười phương. Nay Phật Bồ Tát Quan Âm Ngọc Hoàng Thượng Đế Thái Thượng Lão Quân con đảnh kính thưa trời này mười phương đất này thần linh tổ tổ thần hoàng tổ. Ở nơi đây có các anh liệt sĩ đã hy sinh cho vì tổ quốc đất nước. Ở K10 đặc công tỉnh Quảng Trị đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Như để
để đây cùng hội tập thương của lễ vật có kim ngân chế tiền anh bông hoa trái thứ phẩm chi lễ. Chúng tôi cầu chúc cho các linh hồn nhân lý siêu thoát về tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi vung quanh hải lăng rồi chỗ long các đồng chí đã hy sinh để tổ quốc đất nước. Chúng tôi đời đời ghi nhớ công ơn của các anh. Chúng tôi chỉ mong rằng chờ xin Phật trời ở các thiên thánh thánh thần ở nơi này che chở độ độ cho các anh. Trận Mai Lĩnh là ngày 20 tháng 3 năm 1972 là mở màn cho giải phóng Quảng Trị năm 72. Và anh đánh ở cái anh ở cái mũi hướng Bắc này là đi vào mỗi một 25 mét là một vật điện sáng 500W. Chỗ con chuột chạy qua cũng biết. Nhưng bọn anh nói rằng anh chui được vào đến tận mà tập được tận nơi anh đánh lô cốt này, anh lô cốt ở giữa là cái nhà để bên lô cốt kia, và anh thọc sâu vào cái lô cốt này trong này nữa, bên trong bên không phải là sau này là cái lô cốt mẹ cho con ở trong này nữa. Anh cứ nói đi anh. Đấy là bây giờ chỉ có mũi anh mà tập được, còn hai mũi này chuẩn được. Cái mũi này thường không cần gặp cái bắn bên người bên mũi vào hỗ trợ, nhưng cuối cùng lại là cũng đấm lưng kia bọn anh, cho nên là mũi anh là hy sinh ba, có 7 người hy sinh ba, còn 4 anh tự ra thì anh về được, còn 2 đồng chí lại vào đơn vị, vào dân, nhờ vào dân đến khi hôm sau là địch nó đến nó ra là phải nhảy ra bảo tôi tự vào ra là bắt luôn đâu là anh sang nắm địch còn sống. Dân nuôi 23 ngày mới đưa lên đơn vị được. Là anh Nguyễn Văn Sang. Đây là cái cụ bác ôn tất ngay cả cái thứ này nó ác sỏ lắm. Mọi cái việc để đàn áp nhân dân, nhưng tối nó về đây, nó tập trung về đây, nó ngủ. Nó đây là cái nơi bất khả xâm phạm, không đánh nổi. Đấy, lô cốt pháp đấy. Năm cái lô cốt để trong này là cái ngã ba Đông Hưng. Cái này là nó ăn toàn bộ cái đường một. Mà toàn nữ ác ôm đầu sỏ nhất ở đâu sỏ nhất rồi. Về đây là anh cho một cái đi về. Anh em đi rồi nhưng mình thắp hương cho những cái hương ôn. À vâng. Mạng 120 tên, trong đó có thằng thiếu tá tiểu đoàn trưởng ở quận trưởng, thiếu tá ngã xuống giếng khi tôi ném quả thủ pháo vào lô cốt mẹ, nó chạy ra thì là nó bị sức ép, nó rơi xuống giếng, nó chết ở dưới giếng. Thằng sau cơ quan về sau là cơ sở báo lên mới biết là nó chết ở dưới giếng. Tuyệt vời đấy, ôm mà ôm cảnh xanh cảnh đi sống ạ. Cái đây là gọi là Hải Lăng à? Hải Lăng sai. Đó là quận trưởng quận Hải Lăng à? Rồi đúng theo tập quán một trong này. Theo tập quán. Mình làm lông trồng nhưng mà bên kia không cứ khỏi. Nói chuyện thêm nhiều. Rồi đúng rồi. Nguyên cái trận anh đánh là nó 120 tên, trong đó còn thiếu tá, chi quân trưởng rơi xuống giếng. Bị sức ép rơi xuống giếng ngã chết ở dưới giếng. Cái túi ở mưa rồi. Túi xanh, túi kia thăng chưa? Được rồi, chưng.
Hôm nay về tới nghĩa trang đây để tỏ lòng kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các linh hồn liệt sĩ, các chúc và cầu chúc cho các linh hồn liệt sĩ chưa vớt bia tưởng niệm đã ghi trên các anh sống trong bia đá hồn người tình thương lỗi nhớ những lời tri ân thắp đến hương thơm lòng tưởng nhớ đến công ơn trời biển của các anh. Hôm nay về trước đài liệt sĩ lòng thành kính đoàn cựu chiến binh phía Bắc do ông Thơ và ông Trung và anh em đồng đội đã về đây để thắp nướng nghiêng tưởng niệm các anh hương thơm lòng tưởng nhớ. Kính thưa các hương hồn liệt sĩ, một đặc công tâm người hy sinh đã được đơn vị lập bia tưởng niệm tại thôn Cồn Tàu, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Hôm nay anh em chúng tôi những người cựu chiến binh của tâm người, đặc công tâm người và anh chị em diễn đàn của lính Hải Phòng về đây thắp nén hương để tưởng nhớ các anh. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xin mời anh người lên tập văn tế. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vương trời lại mời trên đất người trên sinh Phật, sinh Phật mời con đặt thành linh một việc thành hoàng bản hồ ở nơi đây khá triệu là sơn à ngành Hải Lăng tỉnh Quảng Trị tại gần cầu Mỹ Chánh, nơi mà chiến sĩ K10 đặc công tỉnh Quảng Trị đã hy sinh vì mảnh đất này của tổ quốc ta. Thắp nén hương thơm hôm nay để tưởng nhớ các anh lòng thành kính biết ơn cầu chúc cho các gia đình anh các anh còn cha còn mẹ hoặc các cháu tôi gì chú bác được mạnh khỏe bình yên, chúc các linh hồn liệt sĩ phương bắc để tân phương được lạc là mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thành kính biết ơn cầu chúc cho các anh. Thôi, tôi xin mời thiết tài xin phép anh giới thiệu này, đây là anh Mai Chiến nguyên là bí thư rồi làm chủ tịch của xã Hải Sơn đây, mà thời kỳ chiến tranh chúng tôi chiến đấu ở đây chiến là du kích, mà gia đình là cơ sở của cách mạng và cái cơ sở của ta mười Đặng Văn Đáng là đại đội trưởng của chúng tôi hy sinh đưa ra lại mai táng ngay ở vườn này chiến khi mà bốc năm 90 bốc thành đưa ra nghĩa trang xã thì không may là cái giấy dán lên trên nó bay ra mà các cái kiểu giống nhau cho nên là không phát hiện là cái nào, cuối cùng là cũng là bốc ngay thế này bốc ở trong vườn trong sư vườn như này. Thế thì khi xây cái nhà bia này anh Chiến là một trong những người bắt đầu anh Chiến là đóng góp rất nhiều về công sức rồi thì tham gia với anh em chúng tôi hơn rồi đây linh là xin giới thiệu để anh biết được là đây là Mai Chiến chân
Tôi đang ở cửa chính trị xã Phúc Thọ đó ạ. Bạn cầm bút giáo thành một học dọc ở biển sau Phúc Hóa. Vâng, vâng. Đây rồi, hôm qua một đoàn hội cực chính mấy là một đoàn bột hành dọc trên đảo này. Đoàn xã cũng còn dọc nhá, tập trung trên đảo thêm 2 hành dọc rồi. 2 hành dọc. Đoàn của các bác hội cực chính đúng đặt công cao mươi bằng kia, tập trung trên đảo thêm 4 hành dọc ạ. 4 hành dọc ở trên sau đó. Kính thưa cảm ơn các bạn. Lần đầu tiên cháu xin tự giới thiệu, tên cháu là Lê Minh Dạ. Hôm nay cháu xin chụp hình được tấm hình cùng các cô các bạn trong hành trình đến và tham quan di tích. Và bây giờ xin mời các cô các bạn di chuyển ra đài tưởng niệm để làm lễ tưởng niệm và tham quan di tích. Đằng trước em quay rồi. Đằng trước em quay rồi. Các bạn tập trung thành một hàng ngang. Mũi dây chạm 1 kg đây ạ. Rồi. Tập trung cho cháu thành một hàng ngang kìa. Mũi dây chạm 1 kg. Mũi dây chạm 1 kg nữa thôi. Đi chuyển mũi. Linh hồn hiện lên để tưởng nhớ các anh có công vì đất nước, rằng sơn đất nước Việt Nam có ngày hôm nay là nhờ công lao của các anh hùng hiện lên đã làm trên mảnh đất này. Tôi có xin đọc một bài thơ về thăm đơn vị cổ thành, biết bao đồng đội hiền lành thân thương đã từng chung một chiến trường, đã từng chia lửa mở đường tiến công, đã từng vượt núi qua sông đạn bom xối xả quyết không ngại ngần. Các anh yên thần giữa thành Quảng Trị bao lần xung phong, nước lạnh hán đỏ kín dòng máu xương đồng đội chất chồng nơi đây. Quên sao 81 đến ngày cạn bom giặc núi dưới cày đồng than, đã đem cả sát gan bàng sông pha tiến cánh sẵn càng đi chung, đã vì cho quốc bên mình giành lại độc lập hòa bình tự do. Xứng danh bộ đội cụ Hồ đã đem xương máu đường cho con đời đời tổ quốc thi công. Các anh cùng với đón trong trường đồ đỏ non thành cổ thanh đời hương hoa hòa thiện linh hồn các anh. Đoàn vừa làm lễ chân dương, ở đó gồm có hai phần, một phần dương và phần âm. Ở bên phần dương thì có một phần kiểu âm, và từ vị trí này và thông báo trực tiếp bên trong lòng đại diện gọi là thần âm thân dương. Thì nếu bạn không biết, cháu sẽ giới thiệu cụ thể và rõ ràng là trong nội dung của đại diện này. Và bây giờ cháu xin mời các cô các bạn tham quan qua hành lang người lính, và sau đó sẽ di chuyển theo cháu vào trong mái che ở ngay cạnh bảo tàng để nghe tiếng nhạc. Cháu xin mời các cô các bạn. Chúng trường nó cũng bằng ghép con chú. Cái logo mình cũng nhỉ? Lê Văn Huỳnh, đó là nội dung bức thư em biết bằng linh cảm và tình cảm của mình trước khi ra về. Thưa các cô các bạn, hôm nay đoàn về với thành cổ Quảng Trị
địa nhân 49 năm về trước đã làm thất tình lương trên đoạn đời trên thế giới bởi cuộc đỏ sức vượt biển của quân giải phóng trong cuộc chiến 84 ngày đêm mùa hè lịch sử năm 1972 bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị chống lại cuộc phản kích tái chiếm của quân đội Sài Gòn mang tên Thần Chống Nam Sơn 72. Sự kiện lịch sử đó đã tiến lên một khúc đáng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc và trở thành một di sản văn hóa tiêu biểu của đất nước. Cuộc chiến này nhằm mục đích tìm đến một giải pháp chính trị có lợi cho đôi bên trên bàn hội nghị Paris. Vì vậy, để giữ vững thành cổ và thị xã. Con ở bên trường cấp 3 là phụng sự, đang là phụng sự nhỏ bên sự địa phương á. Xong mai gặp mặt đây cho con nó không để đoàn. Thì hỏi về cảm nhận rồi thôi. Đấy điều gì con? Ngắn thôi, cảm nhận của bác sau khi quay lại chiến trường xưa sau thời gian dài. Cảm nhận của các bác. Dạ. Các bác là những người đã từng chiến đấu ở Quảng Trị từ năm 1967, đầu năm 67 cho đến khi giải phóng Quảng Trị. Thì các bác cứ quay lại đi nhiều lần. Nay cũng một cái dịp để quay lại đây để tưởng nhớ lại những năm tháng mình chiến đấu ở đây, gặp lại những đồng đội cũ. Đây là người trực tiếp là người ở Quảng Trị. Đấy, đồng đội của các bạn. Các bác này và bây giờ phải nói là thấy được, nhớ lại những năm tháng chiến đấu ở đây. Về đây để thấy sống lại những để mường tượng lại, nhớ lại những trận đánh năm xưa và được gặp lại đồng đội cũ. Các cháu là thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Các bác chỉ mong cho các cháu là kết tục sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng Quảng Trị vì đất anh hùng dựng nửa trong những năm chiến tranh mà tới để phát triển kinh tế, phát triển vượt bậc. Để nay mai các bác có chống gậy đi vào thấy được các cháu là những người chủ tương lai. Đây là điều mà các bác rất mong muốn là như vậy. Để chúc các cháu phát huy và giữ được cái truyền thống của các cháu mà xây dựng đất nước, xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển. Giờ linh, giờ này các cháu xem YouTube thì sẽ có cái phim không? YouTube. Dạ. À, cháu xem kênh YouTube con xem không được không? Con này. Ông chốc nên nó lên xe thì cho về Đông Hà còn cho đoàn máy. Thì cũng vào đây nè. Đây đồ lát ông cho hết cho một con. Đồ lát mới là tường thật đấy nhỉ. Đấy. Ca
dài tí đến sắp đến rồi. Thank you.
Bia vì tiền sử của đoàn năm lễ chúng ta được mời đoàn kiểm tra và cả cộng đồng.